Rồi, cho mình nghe đang nguyên luôn. Nó để ngoài là không có giới thiệu, vừa mở lên là giới thiệu liền. Đó. Mọi người đã nghe tiếng gì không? Tiếng pháo hoa. Hôm nay mọi nhà đều bắn pháo hoa, mà thường thường là sắp gần nửa đêm người ta sẽ chơi rất là nhiều, nhưng bây giờ thì cũng thỉnh thoảng cũng có. Lúc mình quay thì cũng có tiếng nào á, lúc mình tắt máy quay thì nó rầm rầm. Đúng. Chú đoán ý đi thầy vậy, thấy nó thấy ngồi nó lắc chân. Ủa vậy, không biết nè. Dồn nha, chụp hình gửi cho cô một cái nha. Chú trong nhà chú để ấm quá chú à. Nóng á, trong nhà chú để 22 độ nóng, 20 độ, 21 độ là được rồi. Tự động mà. Không chịu được hả chú? Chú đi vậy, chú để vậy tốn cho là sửa chết không?